Alo, xin chào tất cả bà con anh em nha. Em về quay ngược, quay ngược cái đầu lại chứ. Còn máy lớn nha, đánh cao 1,5 m, còn máy giác 2 m gì á, một con đài loan nữa nha. Năm em cũng nóng nặng, mấy ông này là băng thép không nha anh em. Máy giác có nắp bờ teo luôn nha. Hai con một cặp 701, 1,5 m. Con này cũng tu đồ chấu đầy đủ nha, có đuôi nét luôn nha. Đây một con nữa, một con ngàn rưỡi là con này cũng con tu luôn nha. Ba con đều có hậu chiến thắng nha anh em. Con này C6256 nhân 1,5 m. Mà giác có thắng chân, con nào có thắng chân hết nha. Con này thì không có hậu. Ba con này lỗ lớn nha nè. 5 thắng, 5 dọc, 5 dọc vậy đó, 5 dọc vậy đó. Rồi vô sát tường đi. Chè bỏ ngoài trước đi. Chè bỏ đi. Rồi thì canh đi, canh qua đi. Này có cặp te nha. Gan giữa dưới nè, mới nha. Con này như 1,5 m, 2 m gì, 1,7 m, 2 m, chỉ trong tầm 2 m. Thêm một con đài loan nữa nha, đài loan 700, hậu rồi luôn, hậu rồi đây luôn nha. Con này chi tiết cụ thể em sẽ quay từng clip riêng nha anh em, nhớ đăng ký kênh để theo dõi em quay từng chi tiết từng con một. Ba con lỗ lớn nha anh em, lỗ 80 tấm mấy ạ, tấm cao. Anh em có nhu cầu thì có gì alo xem máy nha, có thể sang tay trực tiếp được trước Tết. Này đầu vuông nha, rồi cảm ơn anh em xin cái giới ở đây, xin chào tạm biệt anh em.